Thưa quý vị và các bạn, các nông sản tiêu biểu có những nhận địa lý và an toàn thực phẩm tới từ nhiều quận huyện của thủ đô và 10 tỉnh thành khác đã đến trực tiếp với người dân huyện Mê Linh thông qua Festival Nông sản Sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022 đang được tổ chức tại khu quần thể di tích Đền Hai Bà Trưng. Sự kiện đã và đang thu hút đông đảo người tiêu dùng tới tham quan, mua sắm và là cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận và quảng bá sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng. Khu vực tổ chức Festival Nông sản Sản phẩm OCOP Hà Nội tại huyện Mê Linh, hàng nghìn lượt người đã tìm tới mua sắm. Các gian hàng luôn quay kín khách hàng. Thu hút nhất là địa chỉ bày bán các sản phẩm tới từ các tỉnh Tây Bắc như nấm, tam thất hay trà và lúa gạo. Việc đưa sản vật, nông sản tiêu biểu ở nhiều địa phương khác nhau về ngoại thành đã tạo sức hấp dẫn lớn đối với người tiêu dùng. Những cái chỗ mà mình đi từ xa xôi mình mua chỉ mua được một phần nào đó thôi, nhưng về đây nhiều là tôi chọn ra sản phẩm mà tôi mua nhiều để tôi dùng. Rất mong muốn là được hỗ trợ, được tổ chức được nhiều những cái hỗ trợ như này để những người dân có nhu cầu tiếp cận với nhiều nhiều cái văn hóa, nhiều cái đặc sản của nhiều vùng miền hơn. Nước mắm và các mặt hàng chế biến từ hải sản là những sản phẩm mà doanh nghiệp đến từ tỉnh Bình Thuận mang tới Festival Nông sản Sản phẩm OCOP Hà Nội. Gần hơn là gian hàng của tỉnh Điện Biên với đặc sản gạo Tây Bắc. Theo các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, dù mang sản phẩm đi xa, nhưng các sự kiện như thế này có ý nghĩa quan trọng để đơn vị cung ứng sản phẩm mở rộng thị trường, tăng đơn hàng, nhất là trong thời điểm vàng cuối năm. Không riêng chỉ Điện Biên mà là cơ hội rất là tốt cho tất cả các sản phẩm của các vùng miền ở trên cả nước về đây để có cơ hội quảng bá, đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến với người dân, và thông qua đây cũng sẽ là cái cơ hội để các sản phẩm của địa phương có nhiều đơn hàng nhất. Tổ chức cuối năm như thế này ấy, thì nó là cái đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng gần Tết Dương lịch, rồi gần Tết Nguyên đán, rồi cũng theo đó thì là doanh nghiệp cũng là quảng bá được những cái mặt hàng truyền thống. Cảm ơn Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức những sự kiện như này để cho công ty cũng như là các doanh nghiệp của chúng tôi được tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Festival Nông sản Sản phẩm OCOP Hà Nội có tổng cộng 85 gian hàng, quy tụ nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, trong đó có cả các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp đến từ nhiều nơi của thành phố Hà Nội và 10 tỉnh thành. Để tiếp cận sản phẩm, người tiêu dùng có thể tìm đến đây đến hết ngày mai 11 tháng 12.